Mình xin chào các bạn. Thì hôm nay á, mình lại đang có mặt ở Head Honda Nam Sương 5. Đây. Nằm ở trên đường Trần Phú, thành phố Bạc Liêu nè các bạn. Đây là tuyến đường Trần Phú ha. Hôm nay á, là ngày 10 tháng 5 năm 2022. Mình sẽ đến đây để mình cập nhật lại giá dòng xe Honda Winner phiên bản thứ 3. Hiện tại thì Head Nam Sương đang có chương trình khuyến mãi vô cùng hot dành cho các bạn nào đang yêu mến dòng xe này. Hiện tại thì chương trình này Head sẽ chạy trong hết tháng 5 này luôn nha các bạn. Và đặc biệt hơn nữa là giá xe hiện tại bằng nhau hết luôn cho tất cả phiên bản màu, thậm chí là phiên bản ABS hay là C hay là không ABS gì cũng đều với cái giá là 39.900.000. Như vậy thì bạn nào mà thích cái phiên bản mà ABS thì ok rồi, bằng giá luôn. Cái bản mà không có ABS á cũng là 39.900.000 luôn nha các bạn, bằng giá nhau hết luôn, một giá một. Đây. Đây là phiên bản màu đen, màu trắng ha. Bản không có ABS đó các bạn. Bên trong cửa hàng chúng ta còn có một cái bản màu đỏ nè. Là phiên bản tiêu chuẩn. Hiện tại thì Head chỉ còn thiếu duy nhất một cái màu thôi. Đó chính là cái phiên bản đường đua, cũng là phiên bản cao cấp nhất, phiên bản thể thao đó các bạn. Thiếu duy nhất cái màu đó thôi các bạn, rất là đáng tiếc ha. Và cũng bằng giá luôn nha, 39.900.000 cho tất cả các màu xe, tất cả các phiên bản luôn. Và khi mà các bạn mua xe ở đây á, các bạn sẽ được hỗ trợ thêm 2 triệu đồng. Đó là tiền phí giấy tờ, tức là hỗ trợ thêm cái phần phí giao thông phía trước bạ chẳng hạn là 2 triệu. Nếu các bạn đang ở huyện á mà mua xe này thì với 2 triệu thôi, các bạn dư sức làm biển số. Tại vì làm biển số ở huyện nó khoảng chừng có 1 triệu tư, 1 triệu rưỡi thôi. Còn ở tại thị xã thì nó khoảng chừng 2 triệu. Còn ở tại thành phố Bạc Liêu chẳng hạn thì chúng ta nó khoảng chừng 3 triệu rưỡi. Như vậy thì mình bù thêm khoảng chừng 1 triệu rưỡi nữa thôi là ra được phí biển số ha. Tại vì cửa hàng đã hỗ trợ 2 triệu rồi. Còn nếu các bạn mua trả góp thì sao nè? Nếu mà các bạn mua trả góp á thì các bạn sẽ được hưởng lãi suất là 0%. Nhưng mà các bạn sẽ không được hưởng cái khuyến mãi là 2 triệu của cửa hàng. Các bạn lưu ý nha. Không lãi này, thậm chí là không có bảo hiểm khoản vay luôn. Cho nên là khi các bạn mua, ví dụ như là với cái giá là 39.900.000 này, mình làm tròn là nó 40 triệu đi, thì sẽ trả đúng cái mốc 40 triệu này. Các bạn chỉ cần trả trước là 20% giá trị xe thôi là mình sẽ được hưởng cái lãi suất là 0%. 20% của 40 triệu này nó ra có tầm 8 triệu đó các bạn. Chỉ cần trả trước 8 triệu thôi là mình sẽ trả dần cái giá là 32 triệu còn lại trong vòng bao nhiêu tháng đó thì tùy các bạn muốn ha. Và không lãi suất, tức là khi các bạn cộng tất cả các tháng lại với nhau á thì cái phí nó ra nó không trên với cái giá xe mà các bạn đã mua. Ok không? Và mình lưu ý nữa nè là không có thêm bất kỳ phí gì luôn nha các bạn. Không có lên hồ sơ mà tốn phí gì nữa nha. Đúng cái giá đó luôn. Hiện tại bây giờ á, Head đang cố gắng hỗ trợ tối đa cho khách hàng. Nhất là những bạn mà đam mê dòng xe Honda Winner phiên bản thứ 3 này. Không tốn bất kỳ phí gì nữa nha các bạn. Các bạn lưu ý ha. Mình xin nhấn mạnh như thế. Địa chỉ của Head á, ở cụ thể luôn là số 366 đường Trần Phú, phường Khóm 5, phường 7, thành phố Bạc Liêu. Bây giờ mình sẽ đến với cái màu bạc này lại đi ha. Cái màu bạc này á, hôm trước thì có nhiều bạn là muốn mình quay lại thêm cho bạn xem nè. Cái màu bạc này. Đây là phiên bản đặc biệt. Tất cả ba màu của bản đặc biệt á, đều là nước sơn mờ hết ha. Màu bạc nè, màu đen nè, màu đỏ nè. Có điều là xe sẽ sở hữu là phục vàng đồng. Kẹp phanh vàng đồng. Có ABS phía trước. Sơn có phốt cao su ha. Hóa đồng minh. Rồi có luôn cổng sạc. Rất là tuyệt vời luôn, đúng không? Cùng đồng hồ mới nè. Bác xin vẫn ở đây nha các bạn ha. Xin ở đây. Ở ngoài trời thì các bạn có thể nhìn thấy rõ được cái màu bạc nè. Đó. Cái màu bạc này khi ra ngoài trời thì nó hơi ánh vàng chút xíu các bạn. Giống như là Honda lót màu vàng ở dưới rồi mới sơn bạc lên vậy đó. Nó giống vậy ha.
Ngoài này thì nó hơi chói, cho nên mình không biết là cái màu thực tế ở ngoài và ở trong màn hình này nè, nó giống nhau hay không. Các bạn nhìn nè, đó, màu bạc đó các bạn, đẹp không? Bên này là màu trắng nha, màu trắng thì dễ rồi. Ở ngoài sao nó trông nó vậy à, nó trắng tươi luôn. Nhưng mà cái này nó không phải trắng xanh nha các bạn, nó cũng trắng mà nó ẩn ẩn vàng vàng hồng hồng xíu đó các bạn, chứ không phải trắng xanh nha. Còn bên này là màu đen nè, nước sơn bóng ha, đó màu đen lại y thịt nè, y thịt luôn, màu đen đen bóng luôn, phiên bản tiêu chuẩn. Bây giờ mình đến với màu đen mờ nè, đó cái đen mờ cũng vậy, khi mà ra ngoài trời nó cũng ánh vàng vàng, các bạn thấy không, nó ánh vàng vàng nè, chứ nó không có ánh xanh nha. Thuộc vàng đồng, phanh ABS ha. Rồi màu đỏ đây, màu đỏ tất nhiên rồi, nó cũng phải là ánh vàng rồi. Và cái màu đỏ này cũng là cái màu đỏ mà được Honda ưu ái đưa lên trang bìa đây ha, đưa lên trang bìa đó các bạn. À, giờ cho các bạn nhìn gần ha. Ở trong màn hình thì nó hơi vàng hơn so với ở ngoài chút xíu. Đây, góc nào nó cũng hơi vàng hơn xíu hết các bạn. Đứng xa thế này thì nó đỡ hơn nè. Có gì các bạn cứ liên hệ với hai số di động mình để trên này đó các bạn ha, của hai bạn nhân viên ở đây. Mình sẽ tư vấn trước về vấn đề mà khuyến mãi rồi trả góp hay là thủ tục giấy tờ gì đó. Bây giờ trả góp rất đơn giản, có thể là các bạn nếu có căn cước công dân rồi á, chỉ cần một cái món đó thôi là ok rồi. Còn chứng minh nhân dân á, thì mình tốt nhất là mình chuẩn bị thêm cái sổ hộ khẩu hoặc là bằng lái ha. Bên trong này là màu đỏ nè, cho mình xem lại cái màu đỏ này nữa ha, phiên bản tiêu chuẩn. Nước sơn bóng thì lúc nào nhìn nó cũng đã hơn ha, nó bóng loáng à. Nè, góc này là ra y hệt đó, trong màn hình và ở ngoài là giống hệt nhau đó các bạn, giống hệt luôn. Màu đỏ này thì cái dè trước nó màu đen, dè chống bùn trước màu đen ha. Mình xin nhắc lại cái giá lần nữa nha, giá mình làm tròn luôn đi. Thay vì 39.9 thì mình đọc tròn là 40 triệu đó các bạn. Khi mua xe trả tiền mặt sẽ được hết hỗ trợ thêm 2 triệu phí giấy tờ. Như vậy cái giá cuối nó chỉ còn có 38 triệu à, đúng không? 38 triệu à. Còn nếu mua trả góp, các bạn muốn có lãi suất, muốn có lãi suất nha, thì sẽ được hỗ trợ 2 triệu. Không lãi suất thì không được hỗ trợ 2 triệu. Các bạn lưu ý nha. Thì các bạn có thể là cân đo đong đếm thế nào đó để xem là cái mức nào mình tiện lợi nhất, hợp lý nhất để mình chọn. Còn đây là chiếc Winner của mình, đi mưa không ra sình rất là ghê ha. Rồi mình sẽ khép lại cái video này ở đây nha. Có yêu cầu gì các bạn cứ bình luận bên dưới. Xin chào các bạn luôn nha.